Hello, Quỳnh Bường Blog Hiển chào anh chị chú trên kênh em nè. Có một cô chú đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến ghé mộ cậu Năm Linh. Tình đường này sẽ đường này làm sẽ xong rồi cả nhà. Là lại thời gian cho nó cứng nữa là mình sẽ đến mình đi. Đó cả nhà. Hiện tại là trước mộ cậu Năm đó là mông cúng cậu Năm. Chào bà. Đây đây đâu có được chụp hình, có người chụp hình chụp cái hình đó đem về. Dạ, giờ bà có điện thoại con bạn con chụp giùm cho. Đó, mũ của năm á. Chụp cái lấy nguyên cái đó ra. Dạ. Có Bà lấy có điện lại thoại không? Có điện thoại con chụp cho. điện thoại hả? Điện thoại chụp sao ra hình? Ra được hết. Trời đất ơi. Bà biết chị nè, chụp Mày cho đứng ra con chụp cho. Chị nhỏ có điện thoại không chị? Chị chụp vô chị Zalo chị kết như là người ta vắt người ta ra à. Mày kêu chụp tao cái đó, mày chụp của hình của chú lên coi, chụp hình cho nó ra hình luôn. Dạ, cô muốn cô hình á là cô đến quỳ bảo tàng của hội viên gần đây, chờ con có hội viên á, có bông sen bự đi tới là tới lên lầu 1 là có đây thôi. là vẫn chụp mà hình nó đem tổng hết hả? Dạ, còn đây là hình mộ của còn cậu. hình hình mộ Dạ. Bà cho hỏi bà đến từ đâu ạ? Bà đến từ đâu ạ? Hả? Bà đến từ đâu ạ? Hóc Hóc Môn à? Hóc Môn. Hóc Môn lên. Dạ. Có hai bà cụ đến từ Hóc Môn cả nhà. Hai mộ của năm. Sao không để dừng luôn mà để dở ra vậy? Vậy bên hội viên người ta làm vậy á. Viên làm. Dạ. Các chú bên nhà nhân viên của hội viên của quản lý đây là được. Đó các nhà. Đó các nhà ta. Hoa liễu. À, liễu yếu với lại cái lan, lan chín và lan vàng. Bông lan đúng không? Lan đột biến, hình là lan đột biến hay sao? Đây là của cô Thanh Thanh Tâm mà sẽ sớm năm giờ mấy nha. Tức là sớm. Cái này là bên kia là mấy anh nhân viên ảnh cũng anh đang làm ui mắt nhá mèo trời, có mấy anh đang làm đường cả nhà. Vậy là vậy bà lên lần thứ hai hả? Hoàn thành rồi đó bà. Chụp mấy cái hình lớn lớn hoàn thành rồi đó. Đây cả nhà. Ấy. Đây á hả? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi, người ta rất hết rồi. Rồi lấy đi. Nè, chú đang làm đo để sửa lại cái mũ cộng ơi. Sẽ bây giờ sửa hết lại cái này. Đóng làm cho nó gọn gàng sạch sẽ tại mũ con năm. Đây cả nhà. Mấy anh quản lý hội viên anh xin xét tình hình này, cái sẽ là làm lại cái này, lót lại. Đang lót lại.
hình hai chú nhân viên. Nó rất là đẹp, lót bằng đá hết. Đậy mặt, đậy mặt với đậy gương lại á, người ta không cho người mất soi. À, soi. Thì chị có nghe nói vậy mà không biết có không ai, không biết. Cái đó cũng bà già. Ừ, mấy ông bà già nói. Mấy giờ? Rất đông. Là có dự án là sẽ sửa hết lại cả nhà, đây em mua nha. Sẽ dỡ lên đóng hết đá theo dọc này cả nhà. Có chú quản lý bên hoa việt chú đến này, làm. Còn đanh bây giờ để gỡ ra. Gỡ ra làm lại. Nha, gỡ hết cái này ra. Cả nhà thấy không? Chú đang làm. Gỡ hết cái đanh này ra. Làm từng ngu đường này thì quá ok rồi cả nhà, rất gọn gàng, đẹp sạch sẽ. Nghe nói mộ của năm này đá ngoài bìa sẽ đóng là đá hay đúng không tại nha? Dạ. Đi chú vô. Đấy, em dẫn đi. Đây giờ đi xe em dẫn đi. Đây em dẫn đi chị. Đi xe. Chị ra này này đúng không? Ra cái đường hai chiều đầu chị thẳng thấy cái linh tà đàm đó là đó cái bông đỏ. Xa lắm hả? Dạ. Thôi bừng cái chút nghe em cả nhà.